trí thông minh thiên nhiên là khả năng hiểu biết về môi trường sống tự nhiên xung quanh chúng ta, như thế giới động thực vật, nhận biết đặc điểm và phân loại, quan sát rõ nét các biến đổi và thường có phản ứng nhạy cảm với các biến đổi đó. Đây là trí thông minh của các nhà thám hiểm, du lịch khám phá, nhà thực vật học, khảo cổ học, nghiên cứu môi trường, người làm vườn, nhà nông. Những nhân vật nổi tiếng trên thế giới về trí thông minh thiên nhiên: Charles Darwin, nhà tự nhiên học phát kiến ra thuyết tiến hóa và 119 công trình khoa học khác về thế giới tự nhiên. Thổ dân Giwa thuộc bộ lạc Kalahari ở châu Phi có biệt tài quan sát vết chân và phân thú để xác định đó là loài gì, hướng di chuyển và thậm chí là giới tính của chúng. Anne Bancroft, người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên Bắc Cực và Nam Cực sau những hành trình dài kết hợp nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Ngay từ khi là một cô bé 12 tuổi, Anne Bancroft đã quyết định sẽ trở thành một nhà thám hiểm địa cực. Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào ở bảng trắc nghiệm nhanh này, thì bạn chính là người sở hữu trí thông minh thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ giúp chúng ta thành công trong các ngành nghề sau: sinh vật học, tự nhiên học, khảo cổ học, khí tượng học, hướng dẫn viên du lịch, bảo vệ thực vật, cứu hộ động vật, kiểm lâm, thiết kế phong cảnh, vân vân. Green Noel là một mô hình rất thú vị của nông trại Vendo, nơi các gia đình thành phố có thể tới dễ dàng vào dịp cuối tuần để hòa mình cùng thiên nhiên. Rau xanh, nấm tươi, sữa bò, sữa dê thơm ngọt và tụi trẻ thì tha hồ đùa giỡn khám phá đất đai, cây lá và những người bạn động vật vô cùng dễ thương. Chúng tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với chị Nguyễn Thu Hường, giám đốc nông trại Green Noel. Cuộc sống thật là tuyệt vời khi được gần gũi với thiên nhiên. Nắng, gió, hoa, lá, cây, cỏ và những con thú hiền lành thì luôn là mang đến cho mình một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ. Và Green Noel là một món quà quý giá của thiên nhiên mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người và đặc biệt là các em bé. Các bé mà cha mẹ vẫn thường phàn nàn là mỗi khi đi học về thì các bé đấy là chơi game này, xem tivi này, rồi hoặc là coi truyện tranh. Thì các bạn ấy khi đến đây thì các bạn ấy trở thành những cậu bé nông dân, con nhà nông chính hiệu luôn. Các bạn ấy được tham gia hái nấm này, vắt sữa bò, hái rau, bắt cá, được nấu nướng trên các cái bếp củi tự tạo và được thưởng thức các cái món ăn mà do các bạn ấy tự tay chế biến ra cực kỳ là ngon lành. Và lỗi của người lớn ở đây có lẽ là chúng ta ít tạo ra các cơ hội để cho các bé tham gia hòa mình vào cùng với cả thiên nhiên. Mình tin là một ngày trải nghiệm ở nông trang xanh Green Noel sẽ đọng lại cho các bé những cảm xúc bền lâu trong tâm hồn. Và khi trở về nhà thì các bé sẽ muốn tự tay trồng một cái cây và sẽ chắc chắn là sẽ không bỏ qua cơ hội để ngắm những đàn chuồn chuồn dợp cánh báo mưa. Và khi mà các bạn đi uống một ly sữa thì các bạn ấy sẽ cảm nhận như thơm ngon hơn trước rất là nhiều. Và biết đâu trong tương lai các cô bé cậu bé sẽ trở thành những nhà khoa học thiên nhiên như Darwin hay là Fabre. Hãy tin vào thiên nhiên các bạn nhé. Nổi tiếng là một nhà khoa học rất cởi mở với truyền thông, thậm chí còn tận dụng truyền thông một cách tài tình để đưa những thông tin hữu ích đến với nhà nông, hay mạnh mẽ cất tiếng nói trước các vấn đề xã hội nổi cộm. Nhưng lần gặp gỡ này với chúng tôi, giáo sư sinh học Nguyễn Lân Dũng lại đau đáu về với một kế hoạch rất cụ thể nhằm thu hút những tài năng cho nền sinh học nước nhà và cả những lời khuyên của một người nhân hậu về việc nuôi dạy con trẻ. Cái niềm vui của tôi và có thể nói niềm vinh hạnh của tôi không phải học hàm học vị, không phải nhà giáo nhân dân, mà cái niềm vui của tôi, mà cái niềm tự hào của tôi là sau khi tôi về hưu
tôi lập được một viện nghiên cứu mà ở đó có 40 bạn trẻ, các bạn đang làm phân loại vi sinh vật bằng phương pháp giải trình tự ADN. Lần đầu tiên Việt Nam công bố ra thế giới những loài mới, mặc dù trước đó bao nhiêu chuyên gia tìm những loài đặt tên Việt Nam cho những loài vi sinh vật mới nhưng không được thừa nhận, bởi vì thế giới chỉ thừa nhận khi đã được giải trình tự ADN. Tôi quyết tâm dựng nên một cái phân xưởng. Đấy là cái bài học mà tôi đi các nước tôi nhìn thấy. Viện nào họ có sản xuất hết, lấy cái nghiên cứu của mình mà sản xuất. Tôi được rất nhiều doanh nghiệp ủng hộ, là họ sẵn sàng đầu tư. Nếu tin chúng tôi thì cái phần thành công sẽ nhiều hơn. Chúng tôi là nhà khoa học, không phải lấy cái sự làm giàu là chính, mà lấy sự nuôi nhau là chính, để có đủ cái điều kiện tiếp tục cái niềm say mê của mình là nghiên cứu khoa học. Tôi có hai người con, một trai một gái. Tôi đặt tên là Hiếu và Thảo. Và tôi nghĩ cái đức tính lớn nhất mà mình mong muốn ở con cái là Hiếu Thảo. Cho nên là đối với con tôi nghĩ rằng là tôi học tập được từ bố tôi là nhẹ nhàng với con, thể hiện cái lòng yêu con bằng sự chăm sóc chứ không phải sự răn đe. Tôi nghĩ lại 8 anh em tôi chưa bao giờ bị đánh, thậm chí chưa bao giờ bị mắng nặng lời, mà bố mẹ tôi thường là những lời khuyên nhủ. Cán bộ của tôi bây giờ tôi đến thăm tôi bực lắm, vì đánh con như thụi. Và là nó hư mới đánh. Tôi bảo nó hư vì các cô đấy, và các cô không biết dạy con. Và tự nhiên không đứa nào hư đâu, để giáo dục không tốt mới hư đấy. Cho nên là đánh con như vậy là vô văn hóa. Và nhưng mà tôi khuyên không được. Các bạn trẻ hay đánh con lắm, và hoặc là mắng nhiếc con, thậm chí bảo mày cố đi, câu là câu tối kỵ. Nó đi thật rồi thì tha hồ mà ân hận. Và cho nên là cái giáo dục con cái là điều quan trọng. Cái nhà mình có hai bé gái, thì là bé lớn là Khánh Chi, năm nay 12 tuổi. Thì Khánh Chi là một em bé khá là không hòa đồng và không chủ động chơi với các bạn nhiều. Thế nhưng mà mỗi lần mà bé nhìn thấy một con chú chó hay chú mèo nào thì dường như là khác hẳn, thay đổi hẳn luôn. Cảm giác như là biến thành một người khác luôn. Chi thì rất là thích nuôi chó, nuôi mèo. Cách đây khoảng 3 tháng thì là lúc đấy thì bố mới đồng ý là cho Chi nuôi một con mèo. Khi đó thì hai bố con đã hẹn nhau là cuối tuần là bố đi công tác về thì sẽ đi xin một em mèo về nuôi. Và chưa kịp xin thì đầu tuần hôm đấy là bé Chi đã đi dạo và đã mang về cho mẹ một con mèo rồi. Thực sự thì mình cũng có một chút lo lắng, bởi vì là bé Chi thì cảm giác như là chìm đắm vào trong thế giới của động vật. Kể từ khi có em mèo này là hầu hết mọi thời gian là bé có thể nói về chú mèo Lucky của mình bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào. Sau thì mình cũng nghĩ là nếu như mà có một cái gì mà con mình cảm thấy vui thì có lẽ là bố mẹ cũng nên chiều theo con một chút. Thì chỉ có một cái lo lắng duy nhất, đó là không biết là trong tương lai với một cái tính cách như vậy, một cái tính cách không cởi mở, không có nhiều bạn như Chi, thì liệu là có một cái tương lai sẽ như thế nào, một cái công việc như thế nào cho phù hợp. Chi cũng có nói là Chi rất là thích làm bác sĩ thú y. Thì bố mẹ thực sự là cũng rất là vui, bởi vì ít ra là cậu con cũng có một cái mong ước và một cái quyết tâm gì đó. Thì và mình cũng biết rằng là thực sự là trở thành bác sĩ thú y thì cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà mình cũng mong muốn là sẽ hỗ trợ hết sức cho con để con có thể là đạt được như mong ước của mình. Trường hợp của bé Chi ở đây là một điển hình của trí thông minh thiên nhiên. Bé rất là yêu các con vật và thậm chí là có khả năng giao tiếp với con vật rất tốt và được các con vật rất là quý mến. Và trong cái trường hợp này thì
thông thường là bé Chi sẽ gọi là ưa thích chơi với các con vật hơn là giao tiếp với mọi người. Và để làm sao để khắc phục cái nó gọi là cái việc giao tiếp với bạn bè và giao tiếp với mọi người được tự tin hơn, thì bố mẹ cũng nên hiểu rằng là mỗi một người sinh ra thì có 8 loại trí thông minh, nhưng không phải ai cũng giỏi tất cả các trí thông minh đó. Bởi vì rằng là có người mạnh với trí thông minh này thì cái trí thông minh khác nó lại kém đi. Và như trong trường hợp của Khánh Chi thì con có trí thông minh giao tiếp khá là thấp, do vậy mà con thường ngại giao tiếp với bạn bè, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Và để khắc phục cái gọi là cái sự thiếu tự tin khi trong giao tiếp này thì chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với các cái trí thông minh khác của bé để giúp con tự tin và giúp con thể hiện cái sức mạnh là cái trí thông minh thiên nhiên của con với mọi người. Thì khi đó mọi người cũng sẽ thấy là tò mò cũng như là thích giao tiếp với con hơn và muốn nghe con nói, con kể chuyện về những cái câu chuyện về thiên nhiên. Các trẻ có mạnh về trí thông minh thiên nhiên thì bố mẹ thường quan sát thấy rằng các con rất thích xem các cái bộ phim về khám phá thiên nhiên như các cái kênh Discovery Channel hoặc là National Geographic. Thì các bạn có thể ngồi say sưa và xem rất lâu về các cái chương trình khám phá đó. Thì đấy là những cái biểu hiện để bố mẹ có thể xem là con mình có mạnh về cái trí thông minh đó không. Và khi mà thấy con mình có cái năng khiếu về cái đó rồi thì hoàn toàn có thể nên tạo môi trường để các con có thể phát triển bằng cách là ví dụ trong các dịp hè thì nên tổ chức các cái field trip để cho các bạn đi khám phá về thế giới tự nhiên ở xung quanh, tiến hành sưu tầm các cái bộ sưu tập về các con vật nuôi, chẳng hạn như sưu tầm bướm hay là sưu tầm về các loại côn trùng chẳng hạn như nhện hay là các cái loại con ve sầu chẳng hạn. Hoặc là có thể đưa các con đến trải nghiệm ở các cái viện nghiên cứu hoặc là các cái phòng thí nghiệm hoặc là các cái trang trại để cho các con khám phá được cái thế giới xung quanh và phát triển được trí thông minh thiên nhiên của mình được tốt nhất. Hãy đón xem các tập tiếp theo của chương trình Con Chúng Ta Thật Giỏi với 8 loại hình thông minh đa dạng cùng các bài test giúp bạn xác định từng loại trí thông minh của trẻ, cách nuôi dưỡng và phát triển, ngành nghề thích hợp trong tương lai. Với những cuộc gặp gỡ của các nhân vật nổi tiếng, các cặp mẹ con đã áp dụng thành công lý thuyết này ở Việt Nam. Hãy like và subscribe cho Thu TV bạn nhé! Hãy đón xem trên Thu TV.